hỏa tiễn Javelin chống xe tăng hàng đầu thế giới. Ngày nay cùng với sự phát triển của các loại vũ khí chống xe tăng, quân đội các nước cũng không ngừng đưa ra những chương trình nâng cấp dành cho xe tăng, giúp nâng cao khả năng sống sót trên chiến trường. Xe tăng hiện đại không chỉ được trang bị một hay hai, mà tới ba hệ thống phòng vệ các loại, có khả năng vô hiệu hóa nhiều dòng hỏa tiễn chống xe tăng khác nhau Hình ảnh quân đội Ukraine vác bệ phóng hỏa tiễn Javelin trên vai đã gây xôn xao khắp thế giới, khiến vũ khí chống xe tăng có khả năng xuyên giáp tinh vi nhất và đặc biệt hữu dụng trong chiến tranh du kích, biểu tượng cho sự kháng cự của người Ukraine trước Nga trong cuộc xâm lăng. Ngay từ cuối những năm 1980, quân đội Mỹ đã cho khởi động một chương trình phát triển hệ thống vũ khí chống xe tăng tân tiến, có tên là AAWS M, tạo tiền đề cho sự ra đời của Javelin, một trong những mẫu hỏa tiễn chống xe tăng hiệu quả nhất thế giới hiện nay. Các quốc gia phương Tây muốn hỗ trợ Ukraine về mặt quân sự mà không tham gia vào cuộc xung đột trực tiếp với Nga, đã ồ ạt tăng cường hỗ trợ vũ khí cho quân đội Ukraine kể từ khi Moscow tiến hành cuộc xâm lược vào ngày 24 tháng 2, 2022. Theo một viên chức cao cấp của Mỹ, Ukraine đã nhận được khoảng 17.000 vũ khí chống xe tăng từ các nước phương Tây khác nhau. Trong đó, có hàng trăm bệ phóng Javelin và Washington đã công bố khoản viện trợ quân sự mới, tổng số trị giá 200 triệu Mỹ Kim hôm thứ Bảy 12 tháng 3, 2022, và bao gồm cả vũ khí chống xe tăng. Nhưng chính chiếc Javelin do Mỹ sản xuất đã trở thành vũ khí được lựa chọn đến mức một min lan truyền trên mạng xã hội đã biến nó thành một biểu tượng tôn giáo do Mary Magdalene, một vị thánh biểu tượng của nhà thờ chính thống giáo sinh ra, được mệnh danh là Saint Javelin, người bảo vệ Ukraine, làm nảy sinh một trong những hỏa tiễn dưới vầng hào quang màu vàng và xanh của lá cờ Ukraine. Ngoài việc trở thành biểu tượng ủng hộ của Hoa Kỳ, đồng minh mạnh mẽ nhất của Ukraine chống lại Nga Javelin còn được giới quân sự đánh giá cao về các đặc tính kỹ thuật của nó. Javelin có tên đầy đủ là FGM-148 Javelin, là một hệ thống hỏa tiễn chống xe tăng dẫn đường vắt vai, bắn và quên hiện đại nhất của quân đội Hoa Kỳ. Nó được đánh giá vượt trội về cơ chế dẫn bắn hơn so với nhiều loại hỏa tiễn khác, kể cả 9M133 Kornet của Nga. Có thể bắn từ vai người lính mà không cần bệ phóng được trang bị hai đầu đạn nổ. Nó có thể xuyên thủng các loại xe tăng tinh vi nhất trên thế giới, và đặc biệt là xe tăng T-90 của Nga, có lớp giáp nổ riêng, phản ứng trước các tác động của đường đạn để giảm hoặc thậm chí ngăn xuyên thủng xe tăng. Lần đột kích đầu tiên của Javelin phát nổ khi tiếp xúc với xe tăng, và sau đó nó được phóng ra lần đột kích thứ hai, mạnh hơn, xuyên qua lớp giáp. Với tầm bắn là 2.500 mét, nó có thể được sử dụng ở chế độ tấn công trực tiếp để tiêu diệt mục tiêu hoặc có thể bắn lên cao để hạ một máy bay bay thấp như trực thăng. Nhưng nó cũng có thể được sử dụng trong chế độ tấn công gián tiếp từ ở trên cao. Hỏa tiễn bay trên độ cao là 160 m và sau đó rơi thẳng đứng xuống mục tiêu giống như những mũi lao của lính Lê Dương La Mã cổ đại. Chính quỹ đạo nhìn từ ở trên cao này khiến cho nó trở thành một vũ khí đáng gờm chống lại xe tăng, bởi vì cửa ra vào của các xe tăng thường nằm ở phía trên và đó là nơi dễ tấn công nhất. Nhẹ hơn các hệ thống chống xe tăng khác, Javelin có thể bắn đi từ vai của một người lính. Đạn được phóng ra cách bệ phóng vài mét trước khi hệ thống đẩy được khởi động. Điều này cho phép người lính ít bị phát hiện hơn và thậm chí có thể sử dụng nó từ bên trong một tòa nhà loại vũ khí bắn và quên có thể khóa mục tiêu trước khi bắn và hỏa tiễn hoàn toàn tự dẫn đường javelin tự động dẫn hướng đến mục tiêu sau khi phóng cho phép sở thủ ẩn nấp và tránh phản công người điều khiển javelin có thể bí mật tiếp cận và tấn công một mục tiêu hoặc có thể đặt lại vị trí ngay lập tức sau khi khai hỏa hoặc nạp đạn để giao tranh với một mối đe dọa khác sử dụng cấu hình tấn công đỉnh vòm javelin leo lên trên mục tiêu để cải thiện tầm nhìn và sau đó tấn công vào nơi giáp yếu nhất để khai hỏa xạ thủ đặt cursor lên mục tiêu đã chọn đơn vị sẽ khởi động lệnh phóng tới javelin sau đó gửi tín hiệu khóa trước khi truyền tín hiệu cho hỏa tiễn với thiết kế khởi động javelin có thể được bắn ra an toàn từ ở bên trong các tòa nhà hoặc là một hầm trú ẩn Javelin được phát triển và sản xuất cho quân đội và thủy quân lục chiến Hoa Kỳ bởi liên doanh Javelin giữa Lockheed Martin ở Orlando, Florida và Raytheon ở Tucson, Arizona. Theo một người lính Mỹ được AFP tư vấn, nó rất dễ sử dụng và không giống như những hỏa tiễn khác, thường dùng một lần sau khi sử dụng. Javelin có bộ phận điều khiển hỏa lực được trang bị GPS và một camera hồng ngoại tuyến với khả năng phóng to gần mục tiêu và có thể tái sử dụng nhiều lần. Javelin có giá 178.000 Mỹ Kim, bao gồm cả hệ thống phóng và hỏa tiễn, theo ngân sách năm 2021 của Ngũ Giác Đài. Mỗi hỏa tiễn thay thế có giá khoảng 78.000 Mỹ Kim. So với các hệ thống vũ khí chống xe tăng khác, Javelin dễ dàng tách và gài đặt khi cần. Mặc dù nặng nhưng vẫn nhẹ hơn nhiều so với những hỏa tiễn khác. Khi bắn thì Javelin tạo ra một luồng bật mạnh từ bên trong, ngoài giữ bí mật vị trí của người lính. Điều đó cho phép Javelin có thể sử dụng từ các cấu trúc hẹp. Những đặc điểm này đã khiến cho Javelin trở thành vũ khí được lựa chọn để đẩy lùi các cuộc tấn công của xe tăng trong không gian đô thị. Javelin đã được thử nghiệm thành công vào những năm 1994 và lô hỏa tiễn Javelin đầu tiên được đưa vào biên chế từ năm 1996, thay thế hỏa tiễn chống xe tăng M-47 Dragon. Hỏa tiễn FGM-148 Javelin được thiết kế để tiêu diệt xe tăng, xe bọc thép của đối phương, nhưng cũng phát huy hiệu quả khi tấn công trực tiếp các tòa nhà, công sự. Nó nặng khoảng 11.8 kg, dài 1.2 m, đường kính thân 127 mm, được trang bị đầu đạn nổ cực mạnh nặng 8.4 kg với tầm bắn hiệu quả từ 75 cho tới 2.500 m, tầm bắn tối đa gần 5.000 m tùy phiên bản. Cũng cần phải nói thêm rằng đầu đạn Javelin thuộc kiểu đầu đạn kép chuyên phá giáp phản ứng nổ ERA được trang bị trên xe tăng hiện đại. Đầu nổ thứ nhất sẽ kích hoạt khối ERA bên ngoài để lộ ra lớp giáp chính của xe tăng, để đầu nổ thứ hai xuyên phá với sức xuyên 650mm thép đồng nhất. Một điểm độc đáo là đầu đạn sử dụng chất nổ mạnh hít của Javelin tiêu diệt các xe tăng hiện đại bằng cách tấn công từ ở trên cao, nơi mà giáp mỏng nhất được thiết kế để giảm trọng lượng xe tăng. Có thể nói là sự xuất hiện của Javelin đã đảo lộn tất cả các tính toán của các nhà thiết kế xe tăng và việc bổ sung giáp ERA cho xe tăng bởi chúng không thực sự có ý nghĩa ngoài chiến trường. Hỏa tiễn Javelin được lục quân, thủy quân lục chiến Hoa Kỳ và lực lượng đặc biệt của Australia sử dụng với nhiều mục đích khác nhau và đã chứng minh hiệu quả trong cuộc chiến tranh Iraq năm 2003 và trong các hoạt động chống phiến quân ở Afghanistan cũng như các hoạt động tác chiến ở Syria.